77 người bị thương, 17 lính cứu hỏa mất tích trong vụ cháy kho dầu ở Cuba. Cuba đã kêu gọi các nước giúp đỡ nhằm ngăn chặn đám cháy lớn bùng phát tại kho dầu ở vịnh Matanzas, cách thủ đô Havana, khoảng 124 km về phía đông vào cuối ngày 5 tháng 8, khiến 77 người bị thương. Hãng tin AFP dẫn lời ông Mario Sabinet Lozenro, người đứng đầu tỉnh Matanzas phía tây Cuba cho biết khoảng 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực theo báo Granma, có 3 người bị thương nặng cùng 15 người khác bị thương rất nghiêm trọng đang được điều trị tại bệnh viện. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết 17 lính cứu hỏa đã mất tích là những người ở gần đám cháy nhất. Cuba đã kêu gọi sự giúp đỡ và lời khuyên từ các quốc gia thân thiện có kinh nghiệm về nhiên liệu để giúp dập lửa, ông Miguel Diaz-Canel nói. Đại sứ quán Mỹ tại Havana bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và cho biết họ đã liên lạc với quan chức Cuba. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi muốn làm rõ rằng luật pháp Mỹ cho phép các tổ chức và thực thể Mỹ cung cấp dịch vụ cứu trợ và ứng phó thảm họa ở Cuba. Hãng tin AFP trích tuyên bố từ Đại sứ quán. Đại sứ Anh George Hollingberry cũng gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Trước đó vào cuối ngày 5 tháng 8, ngọn lửa bùng phát sau khi xét đánh trúng bể chứa dầu tại kho dầu ngoại ô Mantanzas, một thành phố có 140.000 dân. Đến đầu ngày 6 tháng 8, ngọn lửa lan sang bể thứ hai, tạo một cột khói đen khổng lồ trên bầu trời. Máy bay trực thăng đã làm việc không ngừng nghỉ để dập lửa, cùng với xe cứu thương, xe cứu hỏa. Lính cứu hỏa sau một thời gian dài dập lửa đã kiệt sức. Chúng tôi thấy vụ nổ giống như một làn sóng xung kích đẩy bạn lùi lại. Laura Martinez, một cư dân gần khu vực xảy ra thảm họa, nói với AFP. Khi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, Junek Hanades, 32 tuổi và các con của cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà chỉ cách kho hàng 2 km. Gia đình của Hanades cho hay họ nghe thấy tiếng nổ giống như mảnh vỡ của những chiếc xe đang rơi xuống. Geneva Hanades, 33 tuổi cho biết cô và chồng và ba người con đang ngủ khi vụ nổ xảy ra. Khi chúng tôi ra đường, bầu trời chuyển sang màu vàng. Geneva Hanades nói, mọi người cùng vô cùng sợ hãi Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết trên Twitter rằng việc dập tắt ngọn lửa có thể mất thời gian, trong khi Asbelis, giám đốc công ty dầu khí quốc gia Cupes khẳng định Cuba chưa bao giờ trải qua một đám cháy lớn như vậy. Theo Cupes, bể dầu đầu tiên chứa khoảng 26.000 mét khối dầu thô, khoảng một nửa dung tích bị xét đánh, bể thứ hai chứa 53.000 mét khối dầu. Báo Granma cho hay vụ cháy có khả năng là lỗi trong hệ thống cột thu lôi khiến nó không chịu được năng lượng từ vụ xét đánh.